sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị Đoản Thiên tiểu thuyết Thằng nhỏ nói thơ của tác giả nhà văn Huỳnh Quang Huê. Tác phẩm được phát hành tại Sài Gòn năm 1931. Người đọc Thái Hoàng Phi. Hồi thứ nhất, người đắm xa tủ sắt, kẻ mê mết bạc bài. Vào lối tháng giêng năm 1917, tại hạt Thủ Dầu Một, có xảy ra một vụ người đàn bà độ ngoài 40 tuổi thắt cổ chết toàn ten trên cây gần rừng cấm giữa đường Bến Cát Chơn Thành. Theo lời khai của làng cùng người trong xóm đó thì người đàn bà ấy là Nguyễn Thị Để, dân nghèo khó điên khùng ở xóm đó đã hơn mười mấy năm rồi. Lúc quan chủ quận hớn quản đến đó khám tử thi, dạy làng đem thay xuống, xét trong mình người đàn bà ấy có một số bạc là 500 đồng, hai cái giấy xăng còn mới tinh hảo, còn bao nhiêu thì bạc lẻ. Thiên hạ chưng hửng, không ai biết bạc đâu mà người đàn bà ấy có nhiều vậy, lại cũng không ai hiểu duyên cớ sao thì để thắt cổ quỷ mình. Bởi đó quan chủ quận dạy làng chôn tử thi, còn bạc thì nhập kho nhà nước. Chuyện này đã có 15 năm rồi mà nhiều người ở tại tỉnh ấy còn nhớ như đã xảy ra hôm qua. Là vì trong vụ ấy có nhiều tích ly kỳ, nhiều điều đau đớn, lại cũng lắm gương trí tri, cách vật cho làng soi. 25 năm trước, ngày Thị Để tự ái, có một thầy thông, tánh danh là thầy Bảy Bính, đổi lại làm việc tại trường bố Thủ Dầu Một, mướn phố gần chợ mà ở. Lúc ấy thầy vừa trang 27-28 tuổi, đã có vợ và một đứa con trai còn bồng trên tay, đặt tên là thằng Út. Thầy thông tác cao tướng lớn, người có sức lực mạnh bạo, vốn là tay xuất thân nơi nhà Trâm Anh, tánh nết ôn hòa, nói năng khuôn phép. Thầy tuy tuổi trẻ mà ham mộ công ăn việc làm lắm, nhờ đó mà thầy được trên yêu dưới vì, không mấy năm đã thăng chức thông phán tại hạt. Bây giờ thầy nhờ bổn lương to tát dư giả, nên chi thầy mua một miếng đất xa chợ chừng 2-3 ngàn thước, cấp nắp, cất đặng một cái nhà ngói, dọn về đó vợ chồng con cái ở an, coi đã yên bề gia thế. Lúc này thầy thấy nhà ở xa, mỗi buổi trưa phải đi về đi ra, nắng nôi thêm mệt nhọc, nên chi trưa thầy không về, ở đậu nơi nhà anh em làm việc mà ăn cơm trưa. Chiều tan hầu thầy về luôn trong nhà mà ăn cơm tối. Gặp buổi thảnh thơi trong nhà cũng có dư ăn dư để, lại trưa thầy không về, có đủ thì giờ mà lân la với chúng bạn. Khi chén rượu, khi nước cờ, cũng lắm lúc nguyệt hoa tình tự. Thói đời người hay miệng lằn lưỡi mối, chuyện ít xích cho nhiều, theo dệt điều kia sự nọ, cho tới tai cô Thông Bảy. Ban đầu cô nghe nói thì cô không tin, sao lại cô thấy người người đều biết như vậy. Nên chi cô phải để ý rình coi tình ý ông quan chồng ra sao, chứ cô cũng không dám phanh phui việc thầy ra mà nói. Bây giờ quân đầu trâu mặt ngựa mới rõ cô là gái hiền, lại tặng cô là người có đức hạnh. Mà cũng thật vậy, cô Thông Bảy đây đã có chồng có con, mà nhan sắc bởi còn mặn mà không kém lúc Huê Thơm Nhị Xạ, nết na tề chỉnh, tánh ý hiền lành, phải trang mạng phụ đáng mặt phu nhân. Bữa kia nhằm ngày thứ Bảy, chiều bữa đó thầy Thông không về, cô trông đà mỏi dạ. Sáng Chủ Nhật cũng không thấy về, sẵn thím Dậu là vợ khách trú bán tiệm ở một bên đi chợ. Cô Thông bèn tùng theo ra chợ Thủ kiếm thầy và mua đồ ăn luôn thể. Khi ra đến chợ, cô Thông hỏi thăm bọn xe thổ mộ mới biết nhà thầy tạm trú. Cô đến đó thấy thầy đương lúc sa mê một trang kỹ nữ, cô bèn nổi trận lôi đình, đạp ghế đổ bàn, rầy la inh ỏi. Thầy cản cô không được, phải bỏ ra về, thì cô cũng về theo bén gót. Về đến nhà, thầy quở mắng cô mà rằng: "Mình á, phải tùy. Khi nhà mình còn bạch thủ thì không nói gì. Tôi với mình á, cũng như một cặp chim. Con trống kiếm mà nuôi con mái, buổi nào hay buổi nấy. Còn có kiếm không được thì mạnh con nào con nấy bay. Ngày nay gia thế có, mình toại hưởng một cuộc an nhàn. Của cải tôi đã tháo hết mồ hôi mà làm ra, thì thân mình sung sướng quá rồi. Công tôi lắm lúc cực khổ,
để tôi được thông thả cho vừa với công phu của tôi chứ. Mình bó buộc tôi nổi gì? Tôi làm quan thì mình được đi dày, nay tôi đã ra mặt ông Phán thì mình cũng làm sao cho phải mặt bà Phán chứ. Mai mốt tôi làm ông huyện, ông phủ thì mình cũng làm sao cho phải nét bà huyện, bà phủ chứ. Sao mình lại học theo thứ hạng tôm hạng cá? Phụ nữ mà trách hết thì mình không đi cặp với tôi được. Tôi nói cho mình biết, nếu từ rài tánh xấu đó còn tái lai thì tôi ra tòa xin để mình, chứ tôi quyết không dung thứ. Nói cho mình giữ hồn đã. Cô Thông có tánh nhịn nhục chồng nên cô không dám nói đi nói lại điều chi. Song mấy lời thầy nói làm cho cô thua buồn trong cuộc gia đạo, cô không lúc nào cô vui được. Thiếm dậu hay chạy qua chạy lại với cô, thấy cô buồn bã quá mới rủ cô qua nhà thiếm chơi, thì cô cũng không từ chối, nên hai người càng ngày càng thân thích nhau lắm. Ban đầu còn chuyện giảng, sau rồi bạc bài câu tôm câu cá, không mấy ngày thì cô Thông đã rành rẽ. Cô lại có trí cao bài, thiếm dậu đánh không lại phải đi kêu người lối xóm đến đánh cùng cô thì cũng không đánh lại cô. Thói cờ bạc hay rù quến người ta, hễ mới tay thì may tới, nên chi lúc ấy cô Thông câu tôm câu cá ăn hoài. Sang qua tứ sắc bài cào cô cũng ăn, bởi đó mà cô ham quá, ngày đêm chi cô không rời sòng bạc. Lúc đầu thầy Phán đã hay mà thầy không nói chi, để cho cô cờ bạc mặt cô, thầy đặng thông thả mà chơi bời theo điệu của thầy. Sau lại thầy thấy cô bỏ phế việc nhà, cơm nước nhà cửa cô không đếm xỉa tới, nên thầy mới rầy la cô, thì cô lại đáp rằng: mình đi chơi tốn hao tiền bạc tôi còn không nói đến mình. Tôi đánh bài ăn thì có chứ, nào có đem tiền nhà mà thua sao mà mình rầy tôi. Việc nhà có tôi tớ, mình biểu bà Thông Phán mà hãy đi rửa chén quét nhà hay sao? Thầy nghe cô nói thì lắc đầu, rồi thầy cũng bỏ qua. Vì lúc này thầy đã đắm say tủ sắc, nên thầy không sẵn chí âu lo việc nhà. Còn cô thì đã mê mết bạc bài, dầu thầy có nói bao nhiêu cũng không cầm cô được. Cách ít tháng sau, thầy Phán được lệnh quan trên đổi thầy qua biên hòa, nên chi thầy về nhà cho cô hay và nói rằng: nay quan trên đổi tôi qua biên hòa, vậy mình ở nhà phải từ từ ba cái bài bạc mà coi trong coi ngoài. Mình phải biết rằng điệu cờ bạc, hễ mê nó thì phải chết với nó. Vậy tôi khuyên mình phải bỏ cái thói đó mà âu lo việc nhà. Trong khi tôi đi vắng mà mình bỏ nhà mà đi đêm đi hôm thì không khỏi tiếng thị phi dèm xỉm. Hễ tôi hay việc gì thì tôi không dung cho mình đa, tôi nói trước cho mình biết, đặng ngày sau mình đừng trách tôi. Còn phần tôi thì mình khỏi lo, tôi qua đó mua chút ít ghế bàn sơ xịa và mướn một căn phố nhỏ nhỏ mà ở đỡ rồi sẽ hay. Nội trong một tuần lễ tôi sẽ về một bữa. Hạt biên hòa với hạt này cũng gần bên, không bao xa đâu mà lo sợ. Thế đời vợ chồng yêu mến nhau thì không lìa nhau được một bước, nhưng cô Thông đã nhiễm mùi cờ bạc rồi, cô hết chi mặn nồng trong tình chồng nghĩa vợ nữa. Nên chi thầy nói vậy thì cô hay vậy, chứ không bẻ bắt điều chi, lại có ý mừng thầm là khác. Thầy Thông sắp đặt việc nhà rồi thì thầy tuốt qua biên hòa mướn phố sau chợ mà ở. Từ đây thầy đặng rảnh rang chơi bời thả cửa. Ngày qua tháng lụng chưa được nửa năm thì thầy hay đặng vợ thầy thua trọn mấy sòng me. Nhà cửa quy mô chi bên Thủ Dầu Một đã bán hết. Thầy nghe nói đã mất vía kinh hồn, mau mau xin phép tuốt về Thủ Dầu Một mà hỏi vợ cho biết, thì cô đã bồng con mang gói mà trốn mất. Bây giờ thầy dậm cẳng than trời mà rằng: ai về đâu mà mau dữ vậy? Mà ai về vợ mình lớn gan quá vậy? Thầy rất tức tối, bứt tóc gãi đầu và thậm chí nghĩ rằng: vợ mình thuở nay là đứa hiền hậu, cắn cơm không bể, sao lại dám cả gan mà làm chuyện nghiêng trời như vậy? Việc này cũng tại ban sơ, câu tôm câu cá mà ra nổi này. Phải về vậy lúc mua đất cất nhà mình đứng tên thì nay nó bán sao được. Việc này trước khi cũng tại mình, bỏ phế vợ nhà. Nghĩ lại cho cùng thì lỗi tại mình mà ra. Cuộc dày cũng chưa kết cuộc đặng, hễ đàn bà mà bỏ nhà mà đi thì không kể chi đến danh giá. Vậy thì mình phải tính phước đi cho rồi, đặng có lo tu bỉ mà lo lập thân với đời. Vì từ đây ngày giờ đã cạn cùng rồi, nếu mình không lấy lúc này làm hội phong dân thì còn chờ chừng nào nữa. Nói đoạn thầy trở về biên hòa làm đơn vô tòa xin để vợ. Đến lúc tòa đòi hầu xử thì vợ thầy cũng không dám sa mặt, nên chi tòa y theo lời cầu xin của thầy mà phê tờ để cho thầy. Tờ để tức là tờ ly hôn. Hồi thứ hai. Hoa thơm nhờ nhụy, nhụy rửa hoa tàn.
Nhắc lúc thầy Thông ở biên hòa, cô Thông ở nhà nghe lời mấy tay cờ bạc đem người về nhà mà chứa me đặng có lấy sâu. Ban đầu thì chứa cũng có lợi to, sau sẵn tiền cô đánh khi ăn khi thua, có lúc sau rốt hết cô thua hết tiền bạc cùng mọi vật nữ trang của cô, lại còn thiếu thốn tiền ngày tiền tháng lũ khủ. Bọn cờ bạc thấy cô thua quá, sợ thầy Thông hay được ắt là sanh chuyện rầy rà, nên rủ nhau đến nhà khác mà đánh, thì cô Thông cũng theo đánh hoài, lại thua hoài. Đến nỗi cô phải bán đất, bán nhà, còn đồ đạc trong nhà thì bị nợ xiết hết. Chừng đó cô hoảng, không biết tính làm sao. Lớp sợ chồng, lớp nợ nần trả chưa hết, nên phải bồng con mà trốn mất. Lúc ấy có tên Chính Nhẫn đương làm cai tuần cho làng Phú Cường, hay đến nhà cô Thông mà cờ bạc. Lại gặp lúc tên ấy đương hên, ăn được ít ngàn đồng thì có cho cô Thông mượn chút ít mà cô trả chưa hết. Tên ấy cũng không đòi, nên chi cô Thông tính đến hỏi thêm ít chục nữa mà chi dụng đỡ cho qua ngày tháng, và kiếm sòng nào là mà đánh, coi cầu mai gỡ được chút ít chi chăng. Tính vậy cô ra lại nhà việc Phú Cường mà kiếm Chính Nhẫn. Khi gặp nhau giữa làng cũng ngỡ ngàng chuyện vãng, nên chi cai tuần Nhẫn hẹn hò cùng cô sau sau tối nay cũng hiệp nhau đi đánh. Tối lại Chính Nhẫn dắt cô đi đánh, rã sòng cô cũng thua, còn Chính Nhẫn thì ăn được chút ít. Mấy đêm sau cũng vậy, lần lần tính lại thì cô thiếu Chính Nhẫn hơn 200 đồng, không phương nào thối hồi cho được. Bữa kia cai tuần Nhẫn nói với cô rằng: lúc này là lúc cô xui, nên cô đánh nhỏ thua nhỏ, đánh lớn thua lớn. Thứ cờ bạc này không ai tốt hoài, hễ theo nó thì có ngày chết với nó. Nay tôi có phước ăn được ít ngàn, nếu còn cờ bạc giờ nào thì bao nhiêu của cải, dầu cho chôn cất chỗ nào cho kín cũng không chắc được là của mình. Mà nếu tôi thua hết thì thân cô còn khổ nữa. Cô coi, nếu tôi không giúp đỡ cô thì không ai cho cô vay hỏi một đồng xu, mà tôi thua hết thì tiện đâu mà tôi giúp cô. Lại cô còn thằng nhỏ của cô nữa, lấy gì cô nuôi nó? Chỉ bằng cô nghe theo tôi mà bỏ cờ bạc đi, cô theo tôi về trên chợ Bến Cát mướn nhà ở. Tôi sẵn vốn đây, lấy mà mua bán củi, kiếm đồng lời ăn xài trong nhà thì mới bền bỉ được. Chứ tôi nghe thầy Thông đã lên tòa biên hòa mà để cô rồi. Lại vì cô không đi hầu tòa nên thầy Thông được kiện rồi. Tôi đã phát giấy hầu tòa cho cô thì tôi hiểu rõ việc ấy. Vậy cô liệu lấy, như cô theo tôi thì tốt, tôi sẽ hết lòng hết dạ mà nuôi hai mẹ con cô. Còn như cô có chỗ nào tơ tóc gửi mình thì cô liệu định lấy, tôi không ép. Cô Thông nghe nói thì đã rõ ý Chính Nhẫn đối với mình là người đa tình, chứ không phải y vì mình là thím Thông mà cố ý giúp mình. Bây giờ cô nghĩ lại tuổi phận cô mà khóc tấm tức. Rồi cô tính lại: nếu mình không chịu thì lấy gì mà ăn, nhà đâu mà ở, con mình ai nuôi? Lúc này cô ăn năn tự hối, than trời trách đất thì đã lỡ rồi. Thôi thôi đã rủi đạp gai, phải lấy gai mà lễ. Thói đời sự vậy ra vậy thì đã thường lệ rồi, không lấy chi làm lạ. Mà ấy cũng là may phước cho cô, chi lắm kẻ còn trải nhiều khúc đoạn trường, đau đớn khốn nạn hơn nữa mà chớ. Lúc này cai tuần Nhẫn hối thúc cô, ban đầu cô không chịu thì y khuyên lơn dỗ dành cô. Thét quá cô nghĩ vì Chính Nhẫn cũng không có vợ con chi, lại ở Bến Cát thì không ai biết cô, nên cực chẳng đã cô phải chịu theo cai tuần Nhẫn. Cách ít ngày sau, Chính Nhẫn xin từ chức cai tuần làng Phú Cường, lên tại chợ Bến Cát mướn nhà mà ở và chuyên nghề đầu nậu củi. Thiếm Thông cũng dắt con về đó mà lo việc tề gia. Chính Nhẫn là tay quê mùa kịch cợm, vốn người dốt nát, xuất thân nơi đám hàng di, mà được vợ quý như cô Thông đây thì khác nào phàm phu mà kết khấu với tiên cô. Hai hạng người ấy cách xa nhau, vậy nên chi cuộc chung tình ân ái rất đổi mặn nồng thì cũng giải đặng chi phụ nữ đương cơn túng ngặt. Ngày qua tháng lại đã đặng 2 năm, thằng Út là con cô Thông đã đầy 5 tuổi. Hễ dòng nào thì giống nấy, thằng Út là con nhà Trâm Anh, nên chị nó ăn nói khôn ngoan, mặt mày tươi tốt, ngộ nghĩnh khác thường, làm cho người sớm giềng tại chợ đó dòm coi đều lấy làm lạ. Lại có kẻ bàn rằng: sao chú Chính coi bộ tối tiện lù mù mà sanh con dễ thương quá vậy? Có người lại rằng: thằng này không giống cha, có khi Tây Lai thì phải. Chính Nhẫn nghe vậy thì bề ngoài giả bộ cười cười, mà trong lòng căm giận. Y ghét thằng Út lắm, nên chị hầm hầm với nó. Bữa kia Chính Nhẫn đi mua củi về, vừa xô cửa sau mà vô thì thấy vợ ôm con hung hít, nựng nịu mà rằng: Út ơi, con biết con là con của ai không con?
Thằng nhỏ lại trả lời rằng: Tôi là con chính nhẫn phải không má? Cô Thông nghe con trả lời như vậy thì hai hàng nước mắt cô tuôn rơi và than rằng: Trời ơi, biết ngày nào cho vợ được gặp chồng, cha con sum hiệp, thì ngày đó dầu là ngày cuối cùng của thiếp, thiếp cũng vui lòng thọ tử. Thằng Út thấy má nó khóc và nói cái gì nó không hiểu, nên nó hỏi rằng: Sao má khóc má? Má nói cái gì đó má? Bây giờ chính nhẫn vừa bước vô nhà vừa tằng hắng, thì cô Thông lật đật đứng dậy dòm ra sau. Thấy chồng, cô hối thằng Út đi chơi, cho cô đi lo nấu cơm nấu nước. Chiều bữa đó cơm nước xong rồi, chính nhẫn bèn nói với vợ rằng: Mai mình thức dậy cho sớm đi vô chân thành coi củi đã xuống tới đó chưa. Như nếu có đó thì mình biểu họ đóng thuế cho mau rồi xe luôn xuống đây. Tôi mất đi xuống chợ thủ mà chịu mối củi với tụi chợt. Mình đi mau mau về cho sớm thì tôi còn ở nhà đây. Mình về trưa thì tôi phải đi trước cho gặp tụi chợt bán củi. Sáng ra lúc 3 giờ khuya cô Thông đã lên đường. Cô đi chưa bao xa thì chính nhẫn thức thằng Út dậy và nói rằng: Dậy đi với ba con, mau mau con, dậy ăn cơm rồi đi. Thằng Út thức dậy không thấy má nó liền hỏi rằng: Má tôi đâu ba? Má đi chân thành rồi, con dậy đi chợ thủ với ba. Xuống đó ba mua bánh cho con ăn. Thằng Út không thấy má nó đó, nó buồn mà không dám nói ra, vì nó biết ba nó không cưng nó như má nó vậy, nên chi nó không dám nhõng nhẽo, phải nghe lời ba nó. Lúc nó ăn cơm nó nhớ má nó mà nó khóc thầm chứ không dám thúc thích, sợ ba nó đánh. Ăn sơ xỉa ba hộp rồi nó đi rửa mặt, lấy nón đội lên ra đi theo ba nó, mà coi mặt nó không được vui. Nó già đi và ngó chừng sau lưng nó, coi có má nó đi theo không. Đi tới chợ thủ, ba nó mua cho nó một ít cái bánh, biểu nó bỏ túi rồi hối nó lên xe tờ mà ngồi. Chẳng bao lâu xe chạy, cho tới trưa mới tới gia đình mà thằng Út cũng không biết là đâu. Nó hỏi ba nó đi đâu đây thì ba nó rầy lại nó, nói nó hỏi làm chi, nên nó không dám hỏi nữa. Khi xe đi tới gia đình, chính nhẫn xuống xe dắt thằng Út đi thẳng vô bến cỏ. Ghé vô một cái nhà lá ở trong đồng thì có hai vợ chồng Hai Tiền ở đó. Chính nhẫn biểu thằng Út ngồi trên ván mà chơi, rồi dắt vợ chồng Hai Tiền ra sau, nói chi không biết mà không thấy trở ra trước nữa. Thằng Út ngồi chờ ba nó đã lâu mà không thấy ba nó trở ra, nên nó hỏi thăm Hai Tiền thì người ấy đáp rằng: Ba mày đi qua bên kia có chuyện, mày ở đây rồi ăn cơm với tao, chừng nào ba mày trở lại hãy về. Thằng Út nghe nói dùng đứng dậy dòm ra sau không thấy ba nó thì mặt mày nó đã buồn so, nó muốn khóc mà chưa biết sao mà khóc. Kế vợ Hai Tiền bưng cơm ra biểu nó lên ăn thì nó mếu máo mà rằng: Tôi không ăn đâu, để ba tôi về tôi ăn với ba tôi. Vợ Hai Tiền dỗ về nó quá nên nó mới ngồi lên mà ăn và dòm chừng ra sau coi ba nó về tới chưa mà không thấy. Lúc trưa và tối thằng Út cũng không thấy ba nó về đó thì nó khóc mùi mẫn. Vợ chồng Hai Tiền dỗ đà hết hơi nó cũng không nín. Cả đêm hôm đó nó không ngủ được. Thế thì chính nhẫn đã bán thằng Út cho vợ chồng Hai Tiền rồi đi mất. Nhắc khi cô Thông đi tới chân thành không thấy củi mà cũng không gặp một ai, nên cô phải ở đó mà chờ tới trưa, tới xế cũng không thấy. Cô buồn ý phải trở về. Tới nhà thấy trước sau trống trơn, chính nhẫn cũng không có đó mà thằng Út cũng đi đâu mất. Cô chắc sao chính nhẫn đã dắt thằng Út đi chơi ở đâu, thì cô có dạ lo lường vì cô biết thằng Út hay nhõng nhẽo, còn chồng cô thì hung bạo, sao cũng đánh nó, nên chi cô không yên, thất tha thất thoảng chạy ra chạy vô ngóng chừng hoài mà không thấy. Tối lại cô thấy chính nhẫn về một mình lại có cặp nách cây dù thì cô hỏi thằng Út đâu. Chính nhẫn trả lời một cách cọc cằn mà rằng: Ai ở nhà đây mà giữ nó sao? Mình về hồi nào mà hỏi tôi vậy? Tôi về hồi xế có thấy nó đâu. Cô nói đặng bao nhiêu lời thì liền té ngửa ra sau mà chết giấc. Chính nhẫn đỡ cô dậy và nói rằng: Để thủng thỉnh hỏi hai bên phố coi nó đi chơi ở đâu, chứ làm cái gì kỳ cục vậy. Cô vừa tỉnh khóc tấm tức mà rằng: Trời ơi, tôi núng níu có bao nhiêu đó tôi mới sống đây, nếu con tôi lìa tôi thì tôi phải chết. Lối sớm nghe lộn xộn đến coi, và nghe thấy mấy điều cô than trời trách đất thì lấy làm đau đớn lòng cho tình mẫu tử phân lìa nhau vậy. Lại có kẻ công luận điều thiệt lẽ hơn, thì cũng thấu lẽ sự mật nhiệm trong gia đạo, chồng mèo vợ chuột, con liêu điêu ấy. Kể từ đây cô Thông lâm bệnh trọng, có khi mê sản, hỏa tốc nói xàm như đứa điên, đứa dại vậy.
Không bao lâu thì cô thay hình đổi dạng, ốm o gầy mòn, coi ra như một con ma sống. Sắc nước mặn mà khi trước đã hóa ra liễu úa huê tàn, nhụy đã lìa hoa, trái đã có sâu, chờ ngày lìa nhánh. Hồi thứ ba, sanh nghề tử nghiệp. Nói về Hai Tiền ở Bến Cỏ là đứa trộm cắp đã nổi tiếng, ai ai cũng biết mặt và xa lánh đứa vô lương tâm. Nên chi hai vợ chồng che chòi ở nơi thanh vắng mà trốn lánh chỗ phiền ba. Lại vì Hai Tiền có một con mắt, nên ai ai cũng gọi cái chòi đó là chòi thằng Một. Khi Chính Nhẫn đem thằng Út đến đó thì không phải bán nó cho hai vợ chồng Hai Tiền, vì hai vợ chồng đã không cơm mà ăn, có dư giả chi mà mua thằng Út. Chính Nhẫn vì ganh ghét thằng Út nên mới đem nó đến đó mà gửi cho vợ chồng Hai Tiền, lại có cho vợ chồng 20 đồng bạc. Bởi đó nên vợ chồng Hai Tiền phải ra công dỗ về thằng Út. Nhưng nó khóc hoài, khóc thét, Hai Tiền đánh nó đau quá nên nó phải nín và phải nghe lời mà ở lại tại đó. Năm sau nó đã lớn, dốc dạc coi trang đứa 10 tuổi, tiếng nói thanh thao, nên chi Hai Tiền dạy nó nói thơ và đờn độc quyền. Thằng Út có tánh minh mẫn, Hai Tiền dạy thì nó biết nấy. Lại nó đờn có điệu hơn Hai Tiền, còn nói thơ thì tiếng nó tốt lắm, ai nghe nó nói thơ cũng thảm cảm thương tình. Rồi coi lại mặt mày nó thì ai cũng phải vui lòng và khen là đứa ngộ nghĩnh. Lúc ấy Hai Tiền biểu vợ mỗi bữa dắt thằng Út ra chợ nói thơ, thì bữa nào cũng có tiền đầy túi. Bây giờ Hai Tiền được sung sướng, rượu chè tối ngày, lại sanh thói thị bạc vợ. Nhiều khi vợ đem tiền về ít thì Hai Tiền nói vợ ăn cắp tiền, mắng nhiếc tưng bừng, đá thôi tở mở. Rồi lại đánh tới thằng Út, nói sao làm biến không biết nài nỉ xin tiền. Vợ Hai Tiền là Thị Tiết, mới vừa 25 tuổi, tuy là đứa trong hàng trách nết đã đành mà tánh tình nhân hậu, thấy chồng ăn ở không ra gì nên góp nhớp được ít đồng bạc mà cho thằng Út, rồi biểu nó trốn đi xứ khác làm ăn. Thằng Út cũng nghe lời nàng nên bỏ Hai Tiền mà đi mất. Lúc thằng Út đi rồi thì Tiết chạy về nói thằng Út đã trốn. Chừng ấy Hai Tiền giàu có giết vợ cũng không làm sao cho có thằng Út được chạy tiền độ bữa như khi xưa vậy. Bây giờ anh ta biết Tiết thì con gà đẻ trứng vàng đã bay mất rồi. Nhắc từ ngày Chính Nhẫn đem thằng Út đi giấu thì cô Thông rầu rĩ lâm bệnh, dầu dầu, làm cho Chính Nhẫn đi buôn bán chi không được, lại phải hao tốn thuốc men. Trọn hai năm mấy như vậy thì tiền bạc trong nhà đã sạch trơn, chừng túng cùng quá, chàng phải bán tới quần áo, đồ đạc trong nhà mà ăn xài cơm thuốc. Bây giờ Chính Nhẫn tính ở đó thì không biết lấy chi mà trả tiền phố, nên chi chàng phải vô rừng đốn cây cùng lá mà cất một cái chòi ở giữa bên rừng cấm, ở giữa đường bến cát Chơn Thành. Lúc này cô Thông thường khi phát điên, tối ngày cô chửi bới Chính Nhẫn, hết sức chửi bới rồi chèo bẻo, nói phóng ứng qua chuyện thằng Út, mà nói đâu trúng đó, không khác nào con ma đòi con, làm cho Chính Nhẫn cũng điên hồn thất vía, chịu đà không nổi. Ngày kia Chính Nhẫn ra rừng ngồi một mình mà nghĩ thầm rằng: chuyện mình làm rất kín, dẫu cho thần thánh cũng không hiểu được, sao con này nó điên, nó nói phóng ứng mà trúng dữ vậy kìa. Sao nó biết mình giấu thằng Út trong bến cỏ? Sao nó biết Hai Tiền mà nói? Chắc là ông bà gì nhập cho nó nên nó nói trúng quá vậy. Nếu để nó nói thét bể chuyện ra thì khó cho mình. Tổng làng hay đặng thì mình phải mang gông, mà ra tòa mình cũng có tội nặng nề. Chi bằng mình qua đó đem thằng Út về thì nó mạnh thế, mình đã khỏi chạy thuốc mà khỏi thất đức và khỏi lo hình phạt. Lại nó mạnh rồi, dầu mình có nghèo cũng còn vợ lịch thì cũng là một món hạnh phúc ở đời này. Nói đoạn Chính Nhẫn tuốt qua bến cỏ vô nhà Hai Tiền thì không thấy thằng Út ở đó. Chừng hỏi ra thì Hai Tiền nói: nó đã chết rồi, tôi chôn ngoài đồng trước kìa kìa. Hai Tiền và nói và chỉ ngoài đồng trống, mã mồ đếm đà không hết. Chính Nhẫn chắc lưỡi lắc đầu và rằng: tôi làm liếu đem nó mà gửi cho anh, làm cho mẹ nó phát điên, lại nói phóng ứng như người đã hay biết vậy. Nếu mẹ nó mà hay nó chết thì chắc tôi phải mang gông, lại mẹ nó cũng phải chết theo nó nữa. Mẹ nó là giống gì anh mà năm xưa nghe nó kêu anh bằng ba. Nó là con ghẻ tôi nên tôi ghét mới đem mà gửi cho anh đó. Hai Tiền là tay mưu sĩ, nghe Chính Nhẫn nói vậy thì đã lập tâm biến kế. Nên khi Chính Nhẫn ra về, anh ta lộn dao bẫy vào lưng, tuốt theo rình Chính Nhẫn. Lúc này trời đã khuya, trăng chói sáng như ban ngày. Chính Nhẫn về tới nhà đứng trước, lóng tai nghe trong nhà thì biết vợ đã ngủ.
nên chi chàng không dỡ cửa mà vô, lại trở ra đi tiểu. Chàng mới vừa bước ra khỏi nhà thì thấy Hai Tiền đứng trước mặt. Chính Nhẫn lấy làm lạ mới hỏi Hai Tiền rằng: "Anh đi đâu đây vậy? Anh làm tao hết hồn." "Tôi theo anh coi nhà anh cho biết chứ đâu." "Coi nhà tôi mà làm gì? Nhà tôi còn quá hơn nhà anh nữa, có gì mà coi?" "Vậy mà ngoài chợ họ nói anh khá lắm, lại anh có vợ lịch lành khác nữa." "Mấy điều đó căn cớ gì anh mà anh nói?" "Sao không căn cớ? Tôi đến đây cũng vì chuyện thằng Út." "Anh nói nó đã chết rồi, còn chuyện gì nữa?" "Cho nó chết thì cũng có chuyện, mà nó sống cũng có chuyện." "Chuyện gì thì anh nói phức đi." "Chuyện nó chưa chết, nó trốn tôi nó đi đã một năm mấy rồi." "Nó trốn thì cũng như nó chết, ai hơi sức đâu mà đi kiếm nó?" "Kiếm không mà tự ý anh. Tôi đến đây mà nói ba điều bốn chuyện với vợ anh và coi vợ anh lịch ra làm sao cho biết." "Bộ anh muốn nói chuyện thằng Út với vợ tôi sao?" "Đó đà. Không muốn vậy thì tôi tới đây làm gì?" Chính Nhẫn nghe Hai Tiền nói vậy thì nổi giận, vừa quơ tay mà đánh Hai Tiền thì chàng đã rút dao bẫy đưa ngay trong hồng Chính Nhẫn mà rằng: "Anh coi ngọn phi bạc của tôi đây, ba mạng anh cũng chết. Anh để tôi nói phải quấy cho anh nghe thì càng hay hơn là dụng võ." Chính Nhẫn thấy ngọn dao sáng giới thì trong lòng đã khiếp, lại nghe Hai Tiền nói để nói chuyện phải quấy thì ngưng tay mà rằng: "Anh muốn nói gì thì nói đi." "Thì anh đừng có nóng, để tôi nói cho mà nghe. Tôi nghèo tôi mới đi tới đây, mà tôi biết hễ nói chuyện thằng Út với vợ anh thì sao chị cũng đi đưa thư anh cho anh ở tù, rồi chị cũng chết. Vậy anh tính cho tôi chút ít tôi về đường thì tôi không nói chi ráo. Phải là dĩ hòa di quế không?" "Tôi tiền đâu mà cho anh?" "Anh liệu lấy, tốn tiền với ở tù với chết vợ anh muốn cái nào?" Chính Nhẫn đứng ngẩn ngơ một chập rồi thở ra mà rằng: "Thôi, anh để cho tôi tới ngày mai đặng tôi quơ vào và đưa cho anh ít đồng." "Ít đồng sao đủ, phải 100 đồng thì tôi mới đi về." "Tôi làm gì mà có 100 đồng?" "Tôi biết anh có mà thiên hạ cũng biết anh có nữa." Lúc này Chính Nhẫn tính ra một kế, bèn lấy tay chỉ cái chòi hoang ở xa xa nhà mình và nói rằng: "Anh thấy cái chòi hoang đó không? Mai lối 6 giờ chiều anh vô đó chờ tôi, sao sao tôi cũng đem tiền đến đó cho anh." "Được, cho nhớ nha, nếu anh không đến đó thì tôi sẽ đến đây đa." "Nhớ nhớ, anh đi đi, để vợ tôi thức dậy thì bể chuyện." Nói đoạn Hai Tiền đi ra chợ, còn Chính Nhẫn dở cửa chung vô chòi. Bữa sau trời vừa xế, Chính Nhẫn vói tay trên vách, lấy cây ná và bỏ tên ra, đi túp vô trong rừng. Lúc gần đỏ đèn mới kiếm ngõ trở ra tới chòi quan. Chàng đứng ngoài mà rình. Thì chẳng bao lâu Hai Tiền vừa tới, thấy trong chòi không có ai bèn bước vô, tính ẩn trong đó mà chờ Chính Nhẫn. Hai Tiền vừa xây lưng thì Chính Nhẫn nhắm mé con mắt đuôi của chàng ta mà buông tên. Ná vừa kêu cái sẹt, Hai Tiền đã nhào lăn xuống đất, không la được tiếng nào. Mũi tên trúng nhầm yết hầu, lại là tên thuốc, nên đứa sanh nghề phải tử nghiệp trong giây phút đó. Lúc ấy Chính Nhẫn chạy vô nhổ tên, thâu lại rồi đánh lửa đốt chòi. Lửa vừa phát cháy, Chính Nhẫn trong chòi hơ hổng chạy ra, trong bụng mừng rỡ tưởng không ai thấy mình. Không dè đi chưa mấy bước, phút có người ở sau lưng vo dây. Chàng ta hoảng hốt, vừa ngó ngoái lại thì giáp mặt với cô Thông. Mà lúc này cô ốm o gầy mòn, xanh xao như hình con ma, làm cho Chính Nhẫn phải kinh hồn hoảng vía. Hồi thứ tư, mẫu tử nhất trường, mặt không biết mặt mà tình đã thương. Nhắc khi thằng Út trốn Hai Tiền mà đi thì không biết đi đâu. Thường khi nó nghe nói Sài Gòn là chỗ kinh thành, lầu đài nhà cửa xinh đẹp lắm, lại thiên hạ đông đảo, nên nó hỏi thăm người ta lần lần mà đi tới thị nghè. Lúc nó đi thì vợ Hai Tiền có cho nó 3 đồng bạc, nó chưa dám xài. Tới cầu thị nghè, nó đói bụng nên nó vô quán mua cơm mà ăn. Khi ăn uống rồi nó móc bạc ra mà trả, thì ông quán thấy thằng nhỏ ăn không bao nhiêu mà trả bạc đồng. Ông có ý hồ nghi cho nó ăn cắp bạc của ai, nên chi ông quán mới hỏi nó. Thì nó nói thật công chuyện của nó cho ông quán nghe, và nói bạc đó là bạc của vợ Hai Tiền cho nó lúc biểu nó trốn. Ông quán thấy thằng Út ăn nói thật thà, lại là đứa sáng láng, dễ thương, nên ông trả đồng bạc lại cho nó và nói rằng: "Cháu ăn có mấy tiền xu mà trả đồng bạc, lão không có bạc cắt mà thôi, cháu cất đi kẻo mất."
Như cháu không có chỗ ở thì lão cho ở trong quán đây, để mai lão mua giùm cho một cây đờn độc quyền, rồi ban ngày cháu đi nói thơ kiếm tiền, may quần áo mà bận, trưa chiều về đây ăn cơm và ngủ, lão không đòi tiền gạo chi đâu. Bây giờ thằng Út thấy ông Quán có lòng tốt vậy nên nó thuật hết công chuyện của nó cho ông Quán nghe, và gửi 3 đồng bạc cho ông Quán cất giùm cho nó. Thằng Út ở đó không mấy bữa thì một già một trẻ thân thích nhau lắm. Ai hỏi thằng nhỏ ở đâu đến đó thì ông Quán nói là cháu ruột của tôi. Thằng Út cũng kêu ông Quán bằng ông ngoại. Bữa nào nó cũng đi nói thơ cho đến tối mới về, thì cũng đem tiền về mà gửi cho ông Quán. Lần lần đã 3 năm thì dư được 50 đồng bạc. Lúc ấy ông Quán lâm bệnh nặng, ông biết sao ông cũng chết, nên ông kêu thằng Út mà giao bạc lại cho nó và nói rằng: ông có chết thì để làng sớm chôn ông, cháu giấu bạc để mua quần áo mà bận, còn bao nhiêu thì để dành phòng khi đau ốm, chứ đừng có lấy tiền đó mà chôn ông thì cháu phải rách rưới đói khát. Thằng Út nghe ông nói thì nó khóc sống, nhưng nó không biết nói làm sao phải lấy bạc mà cất. Chừng ông Quán chết rồi nó hỏi thăm người lối xóm thì đến làng mà khai tử cho ông. Lúc ra về nó ghé lại trại hàng, nó đưa hết 50 đồng bạc của nó cho chủ trại ấy mà mua hàng và chôn cất ông Quán. Bây giờ thằng Út không còn tiền, lại không có chỗ ăn cơm, mà nó không biết lo, vì hễ nó xách cây đờn đi một đổi đường thì thấy có tiền. Lại lúc này nó cũng lớn rồi nên nó đi nói thơ cùng hết. Tối bữa kia nó đi nói thơ về, có xách một gói bánh và nhang đèn đem về cúng ông Quán. Khi nó về tới nhà, thấy cửa nhà mở quát, nó lấy làm lạ bèn bước vô mà coi, thì gặp 2 vợ chồng người lạ mặt ăn bận đồ hàng lụa ở trong nhà đương khóc lóc. Thằng Út không biết là ai, chừng nó hỏi ra mới biết là con và rể của ông Quán, tên là Hai Tửng. Vợ chồng người ấy hỏi lại mới rõ thằng Út là đứa thảo thuận trên đời. 2 vợ chồng cảm tạ và khen ngợi thằng Út lắm, nên chi cả 2 đều mời nó lên nhà chơi, và như có muốn ở trển thì ở, 2 vợ chồng chịu nuôi nó. Thằng Út thấy 2 vợ chồng Hai Tửng ân cần nó lắm thì nó đáp rằng: hai bác có lòng thương tôi thì tôi đi với hai bác ít bữa chơi, rồi tôi cũng về đây mà nhang khói cho ông ngoại và đi nói thơ kiếm tiền ăn, chứ ở lâu không được. Vậy mà hai bác ở đâu lại? Vợ chồng qua buôn bán ở sở cao su, mà có nhà ở Bến Cát. Bến Cát ở đâu mà tôi nhớ như in là tôi biết thôi. Bến Cát ở Thủ Dầu Một, và đi lên chừng ít chục cây số. Tôi cũng có nghe nói Thủ Dầu Một mà cũng chưa biết chỗ nào. Vậy để tôi đi với hai bác chơi cho biết. Sáng ra vợ chồng Hai Tửng dắt thằng Út về Bến Cát thì nó thấy tư bề đều lạ. Nó nghĩ đi nghĩ lại hoài và lặp đi lặp lại 2 tiếng Bến Cát và Thủ Dầu Một. Ai nói với nó mà nó biết. Nay lên tại chỗ thì thấy chốn quê mùa, rừng bụi, không có ai quen với nó hết. Gần nhà Hai Tửng có một đứa nhỏ, một trang với thằng Út, tên là thằng Quýt, hay đi thổi chim. Sớm mai bữa nào cũng xách ống vô rừng, lúc trưa nó về thì nó xách một sâu chim. Thằng Út thấy vậy thì ham lắm, nên nó làm quen với thằng Quýt và biểu thằng Quýt dạy nó thổi chim đặng nó đi chơi với. Thằng Quýt thấy thằng Út trắng trẻo dễ thương nên nó mới dắt thằng Út đi với nó. Bữa nào hai đứa cũng cặp kè đi thổi chim về bán, lấy tiền chia nhau mà ăn bánh. Bữa kia hai đứa đi giữa đường Bến Cát chân thành mà thổi chim, gặp lúc trời nắng quá, hai đứa tính kiếm nhà đục nắng và nướng chim ăn chơi. Vừa mai, thằng Quýt ngó thấy một cái chòi ở xa xa trong rừng, là chòi của chính Nhẫn mà nó không biết, bèn rủ thằng Út đi vô đó nghỉ mát. Hai đứa vô tới chòi, đứng ngoài kêu cửa thì không nghe đánh tiếng. Thằng Quýt tưởng là chòi quan nên xô cửa bước vô thì thằng Út cũng lơm khơm chung theo nó. Vừa vô trong thấy một người bà già ốm o đương nằm trên võng. Thằng Quýt không thấy cục cửa, tưởng là người chết nên hối thằng Út trở ra, mà thằng Út không chịu đi ra, lại níu thằng Quýt lại mà nói rằng: không phải chết, bà già này chắc đau nặng đi không đặng, để coi bà có mượn mình cái gì không, mình giùm cho bà. Thằng Quýt nghe nói liền đứng lại và hỏi rằng: bà đau phải không bà? Người đàn bà nghe hỏi thì gật đầu. Thằng Út thấy vậy liền vỗ tay thằng Quýt và nói: thấy không mày, bà đau á mà. Thằng Út già nói và xề tới một bên chổng và hỏi rằng: bà có khát nước không, để tôi nấu nước cho bà uống. Người đàn bà ấy cũng gật đầu. Thằng Út liền để ống thổi xuống đất, chạy ra sau đánh lửa lên,
sẵn siêu sẵn nước nó bắt lên mà nấu. Còn thằng Quýt thì chạy ra rừng hái trà rừng đem vô bỏ trong siêu. Không bao lâu thì nước sôi, thằng Út rót ra chén thổi nguội đem lại đổ cho bà già đau uống. Thằng Quýt thấy thằng Út mắc lo cho bà già uống nước thì nó nhổ lông ít con chim nướng chín, rồi nó kêu thằng Út ra ăn. Thằng Út mở gói lấy ổ bánh mì của nó mua ngoài chợ mà đem theo, rồi ngồi lại ăn với thằng Quýt. Lúc này bà già đau, uống được chút nước trà thì được khỏe khoắn, nên chi bà gượng chống tay ngồi dậy. Thằng Út thấy vậy chạy lại đỡ bà, chừng bà ngồi đặng mới nói nho nhỏ rằng: "Cảm ơn cậu." Thằng Út nghe nói thì cười và vỗ tay, và nói với thằng Quýt rằng: "Thấy không mày, bà già mạnh rồi mày, tao biết làm thầy thuốc thế không mày?" Thằng Quýt thấy thằng Út mừng quá vậy nên nó đáp lại rằng: "Bộ má mày mạnh rồi đa, mày hỏi con má mày ăn chim không, cho má mày ít con mà ăn." Thằng Út nghe nói má nó thì nó có ý buồn mà nó không nói ra, bèn hỏi bà già rằng: "Bà ăn được không bà? Bà đừng kêu tôi bằng cậu, bà kêu tôi bằng cháu nghe bà." Bà già thấy thằng Út ngộ nghĩnh và ăn nói dễ thương nên bà ráng mà cười và gật đầu với nó. Thằng Út thấy vậy chạy lại rứt một chút ruột bánh mì chấm trong nước trà mà cho bà già ăn. Thằng Quýt ngó thấy thì nói rằng: "Mày cho bà ăn bánh mì, nó ở trên cổ bà thì bà chết đã mày." Bây giờ thằng Quýt thấy trên bếp còn được một nắm gạo, nó bèn tiếp rằng: "Vậy thôi mày lấy gạo đây nấu cho bà một miếng cháo cho bà ăn thì càng sướng hơn. Làm thầy thuốc gì mà không biết vậy?" Thằng Út nghe lời thằng Quýt đi lấy gạo bỏ trong nồi, đổ nước vô mà do rồi bắt lên nấu cháo. Sẵn còn một con chim, nó nhổ lông rồi bằm thịt bỏ trong cháo, nấu chín, đem ra và thổi và đút cho bà già ăn. Bà già ăn được cháo thì trong mình đặng mạnh khỏe. Lại bà thấy bộ thằng Út lăng xăng bà thương nên rờ tay trên đầu nó mà hỏi rằng: "Hai cháu ở gần đây chăng mà tôi không biết?" Thằng Út bèn đáp rằng: "Hai đứa tôi ở ngoài chợ lại, vô trong này thổi chim, để mai hai đứa tôi vô đây đem thuốc vô cho bà uống nghe không bà? Mà bà đau giống gì đó bà?" Thằng Quýt nghe thằng Út hỏi bà già đau giống gì thì nó bèn nói hớt rằng: "Má mày nhớ mày mà đau tương tư chứ đau giống gì mày? Mày nói bậy hoài hả mày? Bà già mà đau tương tư cái gì mày? Mày hỏi má mày coi phải đau tương tư không?" Thằng Út không cãi, lấy mắt mà ngó bà già, coi cách thê thảm lắm. Bà già thấy hai đứa nhỏ cãi lẫy với nhau thì bà cười. Đoạn bà để tay trên đầu thằng Út, rồi bà khóc tấm tức, nói không ra tiếng. Thằng Út thấy vậy rất thảm thương cho bà già, mới rầy thằng Quýt rằng: "Mày thấy không mày? Mày nói bậy làm cho bà già khóc lóc, tội nghiệp không?" Thằng Quýt ngó lên thấy bà già khóc thì nó cũng thương, bèn đứng dậy chạy lại một bên mà nói rằng: "Bà giận cháu sao bà khóc? Cháu nói chơi với thằng này chứ có nói chi tới bà đâu. Thôi bà đừng giận cháu nữa nghe không bà? Bà cho cháu xin lỗi bà." Bà già chùi nước mắt rồi gật đầu mà cũng nói chi không được. Thằng Út thấy vậy bèn đỡ bà nằm xuống. Nó lại thấy bà già không ngủ, mở mắt mà ngó nó hoài, nó bèn nói rằng: "Thôi để hai đứa tôi về cho bà ngủ." Thì bà già cũng không trả lời. Thằng Út bèn lấy nước cho bà già uống một lần nữa, rồi nó lấy nồi cháo mà để gần bên bà và nói rằng: "Chút nữa bà có dậy thì bà ăn thêm cháo đây nghe bà. Thôi để hai đứa tôi về, rồi mai hãy vô mà thăm bà và đem thuốc cho bà uống." Nói đoạn hai đứa ra đi thì bà già lấy mắt mà ngó rồi khóc ròng. Bà già đau đây tức là cô Thông Bính, vợ của Cai Tuần Nhẫn. Từ ngày con cô đi mất thì cô thương nhớ mà lâm bệnh trọng. Lại cô có ý hội nghi cho chồng cô bán con cô mà cô không dám đánh quyết. Sau lại cô lại gặp được Cai Tuần Nhẫn bắn chết người, rồi lại đánh lửa mà thiêu thay, nên cô đánh chắc sao chồng cô cũng là tay bợm bẫy. Từ ấy cô giả điên mà chửi bới Cai Tuần Nhẫn hoài, làm cho chồng cô cũng hoảng hồn, không dám ở nhà, cứ đi thất thơ ngoài rừng tối ngày, chờ lúc cô ngủ mới dám về nhà nấu cơm mà ăn. Nhiều khi Cai Tuần Nhẫn đi tối ngày thì cô cũng nằm tối ngày trên chõng, chứ cô dậy không nổi mà cũng không ăn uống vật chi. Lúc hai đứa nhỏ vô nhà thì cô đương mê sản, nhờ thằng Út cho cô uống nước và ăn cháo thì cô mới tỉnh. Cô thấy thằng Út thì cô nhớ con cô. Trí cô nói nếu con cô còn thì cũng được nên trang thằng Út, nên cô mới khóc lóc mà cô không biết thằng Út là con cô. Vì khi nó đi thì nó nhỏ, lúc này nó đã khôn lớn. Lại thằng Út cũng không về cô là mẹ đẻ nó.
Khi thằng Quýt nói cô là má nó thì thằng Út cũng nhớ chuyện nó lẻ mẹ. Nó buồn xong nó ít hay nói chuyện của nó với ai lắm. Bữa sau hai đứa trở vô thăm bà già đau. Lại thằng Út có mua một gói thuốc nóng lạnh mà cho bà già uống. Lúc hai đứa đương lăn xăng nấu nước và cho bà già uống thuốc thì Cai Tuần Nhẫn lõm về, đứng giữa vách mà dòm vô trong nhà. Thấy thằng Út bưng chén thuốc cho cô Thông uống thì anh ta hết hồn liền chạy trở ra rừng, kiếm bóng cây cao ngồi và nghĩ rằng: trời ơi, thằng Út đã về đây. Chắc sao mẹ con nó cũng biết hết rồi. Vậy thì còn gì mình. Đây rồi ra là mà khai tới chuyện hai tiền thì mình phải ở tù rút xương. Không biết giờ nào làng sớm vô đây còng đầu mình, chạy đâu cho khỏi. Lúc này Cai Tuần Nhẫn đứng dậy, muốn chạy mà không biết chạy đâu. Cẳng chân lính quýnh, trí quá tối tăm, dùng cười ngất ngất gãi đầu gãi cổ. Trong mình lại bức rứt, nóng nảy. Chàng dục nhảy tưng bừng, dấp chân té lăn xuống đất. Vừa đứng dậy vừa xé áo xé quần rách tan tành, miệng la tai quào, cẳng nhảy lăn xăng như khỉ, té lên té xuống. Hóa ra đứa dại đứa điên, không còn trí nhớ nhà nhớ cửa vợ con chi hết. Tập truyện Thằng Nhỏ Nói Thơ đến đây là hết. Mời quý vị đón nghe cuốn tiếp theo với nhan đề Lỗi Thiếp Mà Cũng Tại Nơi Chàng. Hết truyện.